chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tại Bắc Bộ thì mặc dù thời tiết đại về đêm và sáng sớm tại vùng ven biển vẫn còn có sương mù và sương mù nhẹ, nhưng nền nhiệt thì cũng đã tăng trở lại. Trời chỉ còn rét vào đêm và sáng, trưa chiều hưởng nắng với nhiệt độ vùng Nam Đồng Bằng lên đến mức là từ 25 đến 27 độ. Riêng khu vực Tây Bắc thì vẫn còn nhiệt độ từ 28 đến 30 độ. Ven biển Trung Bộ cũng là một khu vực ít mưa trở lại, trưa chiều có nắng nhiều hơn với nhiệt độ cao nhất trong ngày tại phần phía Bắc là từ 26 đến 28 độ, phía Nam là từ 29 cho đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên thì trời tạnh ráo, trong khi đó thì Nam Bộ cũng chỉ có mưa dông cục bộ ở một vài nơi vào lúc chiều tối. Nền nhiệt tại các khu vực này hầu như ít có sự chuyển biến. Hiện nay thì bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển dần xuống phía Nam. Như vậy thời tiết tại Bắc Bộ sẽ chỉ còn ấm áp trong ngày hôm nay. Đêm nay và ngày mai, thời tiết tại khu vực sẽ có sự chuyển biến đáng kể. Trời nhiều mây, có mưa rải rác với lượng phân bố không đều, cùng nền nhiệt độ hạ dần. Sang đến ngày 23, ngày 24, khối không khí lạnh tiếp tục được bổ sung mạnh mẽ hơn và khi đó thì nền nhiệt độ tại Bắc Bộ sẽ tiếp tục giảm sâu. Đồng bằng và Trung Du sẽ có rét đậm với nhiệt độ trung bình ngày dưới ngưỡng 15 độ và ở vùng núi cao có rét hại với nhiệt độ xuống dưới ngưỡng 13 độ. Cũng trong trưa chiều mai thì mưa sẽ xuất hiện trở lại trên khu vực Bắc Trung Bộ, sau lan dần sang cả Trung Trung Bộ và phía Bắc của Nam Trung Bộ. Có nơi sẽ có lượng mưa vừa đến mưa to và dông, nên nhiệt độ cũng suy giảm mạnh trong ngày 23, ngày 24. Ở phía Bắc trời rét, có nơi rét đậm, trong khi đó ở phía Nam, khu vực từ Đà Nẵng cho đến Quảng Ngãi, trời chuyển lạnh. Tại các tỉnh thành phía Nam thì nhiều khả năng các tỉnh thuộc ven biển của Nam Bộ sẽ có khu mưa dông rải rác về chiều tối và đêm. Sau đó, khi không khí lạnh xuống sâu thì toàn khu vực trời tạnh ráo, tuy nhiên nền nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm. Trong ngày 23, ngày 24 thì trời rét sâu về đêm và sáng sớm tại các tỉnh Tây Nguyên và se lạnh tại các tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, với nhiệt độ tại các tỉnh như là Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh có thể giảm xuống từ 19 cho đến 21 độ. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày mai ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, từ gần sáng và ngày mai có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Sau đây là dự báo cho từng khu vực. Khu vực phía Tây Bắc Bộ vào ngày 22, trời chuyển nhiều mây, có mưa rải rác tại phần Đông Nam khu vực, nhiệt độ cũng có xu hướng giảm dần. Sang đến ngày 23 và ngày 24 thì nền nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, trời rét đậm, có nơi rét hại. Khu vực phía Đông Bắc Bộ vào ngày 22, trời chuyển nhiều mây, mưa xuất hiện bắt đầu từ các tỉnh vùng núi, sau lan dần xuống đồng bằng, nên nhiệt độ có xu hướng giảm dần. Và sang đến ngày 23 và ngày 24 thì trời hết mưa, nên nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, trời rét đậm, vùng núi có rét hại. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, vào ngày 22 thì đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều chuyển nhiều mây và có mưa dông. Sang đến ngày 23 và ngày 24, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, nên nhiệt độ lại bắt đầu có xu hướng giảm, trời chuyển rét trên toàn khu vực, ở phía Bắc có rét đậm. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận vào ngày 22, mây thay đổi, chiều tối về đêm, phía Bắc chuyển nhiều mây, có mưa rào rải rác. Sang đến ngày 23, ngày 24, trời chuyển nhiều mây, mưa rào và dông xuất hiện ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Khu vực phía Bắc còn có nơi xuất hiện mưa vừa mưa to, ở phía Bắc đêm và sáng trời rét. Khu vực Tây Nguyên những ngày tới, khu vực này tiếp tục ít mưa, ngày nắng, nhưng nền nhiệt có xu hướng giảm dần. Vào ngày 23, ngày 24, toàn khu vực trời rét sâu vào đêm và sáng. Khu vực Nam Bộ vào ngày 22, mây thay đổi, chiều tối và đêm vùng ven biển có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Biên độ nhiệt ngày đêm dao động trong khoảng là từ 24 cho đến 33 độ. Sang đến ngày 23, ngày 24, mây thay đổi, phổ biến là ít mưa, ngày nắng nhẹ, nền nhiệt có xu hướng giảm, các tỉnh miền Đông trời se lạnh về đêm và sáng. Khu vực Biển Đông trong 3 ngày tới thì không khí lạnh được tăng cường mạnh nên khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Tàu thuyền cần hết sức lưu ý, không nên hoạt động trong thời điểm này. Trong khi đó thì khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Mưa dông xảy ra rải rác làm tầm nhìn xa giảm từ 4 đến 10 km trong mưa. Như vậy là trong 3 ngày tới, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có mưa và chuyển rét. Riêng tại các tỉnh Trung Trung Bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to, còn Bắc Bộ có nơi xuất hiện rét đậm rét hại. Khu vực Nam Bộ trong ngày mai cũng có mưa rào và dông ở các tỉnh thành ven biển. Sau đó thời tiết ổn định dần, khu vực Tây Nguyên trời chuyển rét sâu về đêm và sáng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết trưa nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!